Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi là trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Hello, giờ chúng tôi ở đây. Hello. Dạ. Dạ, thưa luật sư. Dạ, Tôi chào muốn cô. Dạ. hỏi về cái jury duty. À hả. Dạ, không biết là nó có cái luật giới hạn cái tuổi không ạ? Không có giới hạn cái tuổi nào hết á. Mình trên nguyên tắc là mình biết được, nói được tiếng Anh, hiểu được tiếng Anh thì thường thường nó sẽ dựa trên cái nhiều cái danh sách lắm, hoặc là danh sách driver license của DMV, hoặc là danh sách của bầu cử, voter registration. Thường khi mình vào quốc tịch đó thì bao giờ cũng có cái thủ tục để họ ghi danh bầu cử đó, đó để register cho mình. Thành ra thường thường tòa nó sẽ dùng những danh sách đó để kêu mình làm jury duty. Trong trường hợp mà cái người được gọi đó là đã 82 tuổi rồi Mình thì có tức thể là nói là mình già yếu bệnh hoạn, mình không có dự được, thì mình có thể trong cái sau lưng đó, trong sau lưng của cái jury duty á, nó có cho một số những cái trường hợp mà mình có thể xin để mình miễn khỏi phải là jury dạ duty. trong Ok. cái postcard nó gửi tới cho mình thì nó không có, chắc mình phải lên online mình kiếm đúng Và phải không? kiếm, hoặc là mình phải cho nó biết là bà cụ chẳng hạn 82 tuổi không có đủ sức khỏe, thì cái lý do sức khỏe là lý do quan trọng. Kèm theo đó mình có thể có cái giấy của bác sĩ nói là bà cụ không đủ sức khỏe thì có thể mình xin để miễn jury duty nhé. Thì mình có thể nêu lý do là mình không nghe rõ nữa hoặc là mình bị quên. Không nghe rõ hoặc bị quên lãng, bệnh Alzheimer chẳng hạn, nếu bác sĩ có giấy chứng Thì nó không có nặng tới chứng nhận, nỗi mà Alzheimer, nhưng mà đại khái như hoặc là không nghe rõ nhé. forgetful thì đó là có phải là những lý do chính đáng để mình xin Và sức kêu. khỏe là chỉ chính đáng chứ, tại vì jury duty bắt buộc mình phải nghe, mình phải nhớ để mình mới có thể quyết định được. Còn nếu mình không có đủ cái khả năng về tinh thần để mình có thể có những cái quyết định thì đương nhiên mình đâu có thể làm jury duty được. Tại vì mình quyết định, mình phải nghe những cái dữ kiện rồi mình quyết định cho cái chẳng hạn cái vụ kiện đó ai thắng hay thua, hoặc là những cái criminal là người đó có vi phạm luật hay không, thì mình phải đòi hỏi có cái vấn đề tinh thần, nó cũng quan trọng lắm nhé. Dạ, Ok, để dạ mình cảm phải vô chắc online rồi mình dạ kiếm cái dạ những cái chỗ mà nó dạ cho mình phép mình thường á, thì xin. nó có, tôi nghĩ là jury sau lưng nó có cái Dạ không có, nó có list. một cái đằng trước lại tên mình, đằng sau là mấy cái số điện thoại và cái website thôi. Dạ nó không có cái list gì hết. Ok, thì có thể vào cái Dạ website vâng, đó bây nhé. giờ chắc nó đổi rồi. Cảm ơn cô ha. Thank you. Dạ, cảm ơn luật sư. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, cho chúng tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư Liêm. Dạ, xin chào ông. Dạ. Vâng, ông luật sư cho tôi hỏi một câu nhé. Dạ, được ông. Dạ. Ông có thể đặt câu hỏi. Vâng, hai vợ chồng tôi Dạ. có làm cái living trust ở một văn phòng luật sư khác rồi. Dạ. Rồi sao nữa? Nhưng mà như luật sư nói đó thì tất cả những cái bất động sản đó Dạ. chuyển vô cái Trust. living trust Đúng, dạ. thì nó mới có hiệu lực. Đúng. Văn phòng Và luật cái sư giấy đó. đó đó có phải ký riêng không, hay là luật sư, tôi hỏi luật sư thì họ nói là họ làm rồi. Cái ok, khi họ làm cái người văn phòng luật sư đó làm cho ông bà cái living trust đó, thì những cái nhà của ông bà đó thì họ sẽ yêu cầu ông bà đưa họ cái grand deed là cái giấy chủ quyền nhà. Ok. Thì với cái grand deed đó đó, họ sẽ phải làm một cái quick claim deed để chuyển vào trong cái living trust của Dạ bà. đúng. Khi họ làm cái quick claim deed để chuyển vào cái living trust cho ông bà đó, để ông bà đứng là trustee đó, thì cái thủ tục là ông bà phải thị thực. Thị thực xong rồi đó, họ phải gửi đi ở county recorder của cái bất động sản đó. Thí dụ Orange County thì phải gửi cho Orange County Recorder, ở Los Angeles thì phải gửi cho Los Angeles County Recorder. Để cho recorder họ mới record, họ mới đăng ký ở trong cái sổ địa bộ của họ. Đăng ký xong rồi
thì cái giấy tờ đó đó sẽ được gửi về, đúng theo nguyên tắc là phải được gửi về ở bản chính đó, cho ông bà. Thành ra nếu ông bà không nhận thì ông bà nên hỏi văn phòng luật sư, còn không đó thì ông bà có đến thẳng ngay cái county recorder để xin cái copy. Là như vậy, tức là nếu mà ông chờ chưa có đó, nếu ông bà thấy chưa có cái giấy chủ quyền mà đã được đăng ký rồi thì coi như thủ tục chưa làm xong. Vậy thì cái câu hỏi đó, ông coi lại hồ sơ của ông. Ông coi ông có cái quitclaim deed mà đã được record hay không. Như vậy tức là phải làm một tờ giấy riêng biệt. Dạ, tờ giấy đó phải làm riêng biệt với là cái trust của ông chứ đâu có giống nhau. Nó không phần trong cái trust của ông đó thì ông không có đăng ký ở đâu hết đó. Chỉ có thể phải thị thực thôi. Nhưng mà cái deed đó là phải đăng ký. Họ cứ nói là họ làm rồi. Nếu họ làm rồi đó thì ông xin họ copy. Tại vì trên nguyên tắc đó, đúng ra đó, khi mà cái deed đó được record đó, bản chính đó, bao giờ cũng được gửi về cái người chủ nhà hết đó. Nó sẽ được gửi về ông. Mà nếu ông không nhận đó thì có vấn đề. Ok. Còn họ nói là họ đã làm rồi thì ok, ông yêu cầu họ cho ông cái copy đi. Ông hiểu không? Cái deed đó nó, họ chưa có làm. Hoặc là họ không biết làm, tôi không biết. Cái deed đó bao giờ cũng có phần ở dưới đó là phần thị thực. Nói rõ thì là có đi về cái gì? Cái deed đó, cái quitclaim deed đó bao giờ nó cũng có phần để mà nó đăng ký hết đó. Ở dưới đó là phần thị thực. Khi nó đăng ký đó bao giờ ông sẽ thấy là để Orange County Recorder. Xong rồi nó có cái barcode. Ok, cái barcode đó, ông biết cái barcode không? Xong rồi nó sẽ để cái document number là cái số, cái văn kiện nó số mấy. Và nó sẽ cho biết cái văn kiện đó được đăng ký ở County Recorder vào ngày nào, lúc mấy giờ, mấy phút nữa. Ok. Đó, nó sẽ có cái đó. Mà nếu nó không có cái đó là nó chưa được làm thủ tục, chưa làm hết. Ok, thì ông có thể quay trở lại văn phòng luật sư đó, em xin hỏi họ nha. Tiếc là tôi không có. Tôi không có. Tức là tôi không có cái form ở đây, có form thì tôi có thể blow up, tôi có thể show ông biết là cái nó đã được record như thế nào nhá. Ok, dạ cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi ở đây. Dạ xin hỏi đây có phải là cái đài của luật sư Đỗ Hiếu Liên không? Dạ thể? Phải em. Tới đây nhưng mà tôi tài được cho đài cho biết tôi phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại, thành em giữ đường dây tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của em nhé.